chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có một buổi đi đập về trượt. Nhưng mà mình không có quay video dài như các mình chỉ quay một chút ở đây chia sẻ một cái góc nhỏ nhỏ của mình thôi. Thì hôm nay đi lần đầu cũng được gần 20 mấy con. Thì tí tối một chút nữa mình sẽ đi lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Nếu mà không có nữa thì mình sẽ về nhà. Thì tí nữa tầm phải 3 giờ gần sáng mình sẽ phải đi soi một cái ổ chuột các bác. Ổ chuột này cũng rất là đông luôn. Trời rất sáng thì nó mới về nha các bác nha. Thì có khi là có rất là nhiều người cũng biết rồi. Thì cái loại chuột này nó chỉ ở theo đàn thôi. Nó chỉ ở trong một cái ổ chung thôi các bác ạ. Bây giờ mình nướng hai con để ăn tối đã, rồi chuẩn bị cho cái lượt đi thăm bầy thứ hai. Rồi các bác ạ, bây giờ mình đang ở đây là cái ổ chuột mà mình nói vừa rồi đó. Thì bây giờ đang có khá là nhiều chuột nó truy vào nha các bác. Thì mình lên hay muộn nó cũng truy vào vài con rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy đá để chê lại cái ổ chuột này, rồi mình sẽ ở đây soi lúc mà nó về nha các bác. Tất cả ở đây các bác ạ. Tối qua mình đi thăm bấy có 3 lần thì tổng cộng là hơn 50 mấy con. Còn những con mình soi ở cái ổ đấy mình bắn được 19 con nha các bác. Toàn những con to con bự các bác ạ. Mùa này chuột rất là béo luôn ở trong rừng đấy các bác. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé.